đây là chân, có lẽ đập đi cái quần so với cái chân nhé, hơi bị lộn đầu rồi, bịt ngay mà, không 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 không, hơi 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 bị đấy anh em ơi, hỏng rồi, không sao, như vậy là sẽ được một món lên lên cặp 11. Bây giờ mình sẽ đặt cái mũ lên 11 nha. Đây. Sốt bà xui này. Cái gì vậy? Hỏng rồi. Hỏng rồi anh em ơi, xịt chỗ này là toang rồi. Xịt cái này cũng bao nhiêu cho đủ. Một món xịt 10 cộng 0 là thấy toang rồi đấy. Rồi. Đây. Hello, xin chào anh ạ. Lại là mình đây. À, thì hôm nay mình sẽ tiếp tục làm một video lên game MS2 trên TV nha mày. Thì hôm nay mình đã lên được cái set HQ dòng set cấp 5. Nhưng mà đang còn cộng cộng 10 thôi. Thì đây có ông gì gì tịch giang dở, ông ở trong gu nhé, ông nhờ đọc cho ông xét là đọc xét lên cộng 11 rồi, để mình thử đọc thử xem lên đấy nha. Này là mình có cái đấy, mình đổi cái chuyện này rồi, là một món lên 11 rồi, rồi còn 5 món này, cái này là 6 món thì mình sẽ đặt lên 11 nha, hy vọng là sẽ may mắn. Đây BS thì mình mới mở ra được một mớ đây, hy vọng là hôm nay thì lên nó không có tốt bao nhiêu. Rồi lấy bùa ra rồi mình về mình chào luôn nha. Ôi, ông nào có cung tinh thần ngon thế. Đây. Cái tin là đầu xuôi đuôi mới lọt, mình sẽ đặt một cái mổ trước nha. Rồi, một phát một là lên lún mà. Một món. Không khó lắm nha anh em ơi. Rồi. Món gì ôi bê. Món thứ hai đen áo hai bùa rồi, đập đập cái này đập dục mà đập quên bùa nó rồi, ôi giời ơi đấy. Rồi 10 hai món. Đây. Đây cái chân. Con em đập cái quần sau cái chân nhé. Hơi bị lộn đào rồi. Bịt ngay mà. Không 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 không. Hơi 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 bị đấy anh em ơi, hỏng rồi. Không sao, như vậy là sẽ được một món lên lên cặp 11. Bây giờ mình sẽ đặt cái mũ lên 11 nha. Đây. Sốt bà xui này. Cái gì vậy? Hỏng rồi. Hỏng rồi anh em ơi, xịt chỗ này là toang rồi. Xịt cái này cũng bao nhiêu cho đủ. Một món xịt 10 cộng 0 là thấy toang rồi đấy. Rồi. Đây. Lên kìa. Một hồ cuối cùng được một món nha. Xong một món nha. Thì bây giờ phải bắt buộc phải đập lại cái kia lên lại 10 10 rồi xong rồi đi đập cái cuối sau. Đập cái chân xịt sau.
Hơi to cái pha đấy. Bình thường đập cái xét của mình thì nó đỡ. Đấy. Đây, lên 10 lại này. Cái gì chứ móc cái này hỏi vậy? Coi nào. Rồi, 10 lại. 10 lại thì bây giờ còn cái chân. Ở đâu còn cái tay nữa chứ. Thế để mình cắt cái đầu kia vào trong, mình đấy cho dễ, để mình riêng phụ nó toàn toàn đấy không? Để hết toàn bộ vào đây đi. Đồ của mình để vào đây đi. Đấy. Rồi, bây giờ là mình sẽ đặt như toàn bộ cái đầu này. Đấy, đặt lái với là cái con nặng. Rồi, xong. Đi một đống bê rồi. Ồ, hỏng. Ồ, thật. Mấy pha đấy là chọn nhân vật lại đi, nó đỡ tốn kém. Lập mới được một món thì to. Rồi. Làm lại không sao hết anh em ơi. Bình tĩnh tự tin. Không cay cú. Khá tốn đấy. Không gì hết đâu. Rồi. Lên 10 hết nhá. Ở đâu còn cái bây giờ còn cái mông cái khi nữa. Khi nữa đi tay này. Tay cứ lên một bộ loạt 10 trước đã, 10 này, ok. Còn cái tay, còn cái tay. Còn cái kim nhỉ. Ok, 70 này. Rồi 10 hết. Phát này là phát lên 11 từ đầu đến ít. Cái set của mình thì chắc chưa đọc ngày hôm nay, tại hôm nay mình mới lên set của mình xong rồi. Chắc mình là đến ngày mai mình lên. Ồ, hỏng. Hỏng rồi, hỏng rồi. Hỏng rồi, tạch mất một món rồi. Căng đét két lẹt rồi. Tạch mất một món, cái quần nó cộng 9, quần chưa đậm nó mà hỏng. Tính ẩu rồi. Thôi lên đi môn nào tính môn đó trước anh em ơi. Rồi, ok. Đang hên mình sẽ cho lên 11 luôn cái chân và cái kim. Xong mình mới làm lại cái quần sau, cái quần với cái mũ sau. Đây. Nhiều khi lúc đầu là hay chớp chớp được mấy cái thời cơ lúc đầu này là ngon nè. Ồ, hỏng. Chớp cái quần gì, chớp cái chớp. Bài bán thì tốt đấy, nhưng mà con thua rồi. Hỏng rồi, tốn mớ đấy rồi. Mớ bùa rồi.
lại hỏng thốn thế căng đét rồi anh em ơi, căng đét rồi. Có vẻ không 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 giòn giống như mấy bữa trước rồi, nó bao trì xong tỷ lệ có vẻ hẹp. Rồi cái này sẽ cho lên 10 luôn, tại vì lúc nãy nó mới xịt hai phát, xịt hai phát lên tiếp, bây giờ phải lên 10 cấp tốc không nó quên đây à. Ok như vậy là được ba món, với cái món này thì đổi nó là bốn món rồi. Bây giờ đề nan giải là phải cho nó lên cộng 9 lại mấy cái này xong mới bắt đầu là lại hành trình tiếp đấy. Nhìn vậy chứ không 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 dễ đâu anh em, tốn kém lắm. Không may nó mà xịt một cái hai ba lần là coi như là một mớ B một mớ S ra đi, nên là không phải vấn đề dễ. Xui là hoàn tất. Ok nhưng mà không sao, chấp nhận thương đau thôi, đang còn buồn đây. Tỷ lệ thì tiếp bắt đầu 10 là được hai món liên tiếp có khi là ngon hơn. Chân này còn chân với mũ không, chém nhầm đấy, cái bộ kích cái đấy vào mà không kích nhầm cái kích bùa vào mà kích nhầm mất kích nhầm mất cái viên cha viên viên B viên S vào cái là xong, không để ý cái là cái địch phát xịt cái là có người là bị đi núi luôn bắt đầu. Cho nên là căng đét lắm. Ồ, hỏng rồi. Hỏng rồi anh em ơi, hẹn rồi. Như đấy bùa mà không đủ luôn nè. Mấy cái bùa. Căng quá. Ồ, xong rồi anh em ơi, đúng bốc cái trận xà lách thật rồi. Cái gì con cộng 10 thôi căng ấy. Để đăng nhập lại cái đã. Không ổn tí lệ coi quá. Cua nốt. Rồi, bây giờ đọc cái khiến nó khổ này. Thôi sao? Chịu 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 rồi, hỏng rồi. Kiểu này thì chưa có phá sản đâu. Kiểu này đúng gọi là phá sản anh em ơi. Bao nhiêu ngọt rồi. Thôi, bây giờ chơi tám từng phát một đi. Tám từng phát một. Lên là lên luôn. Rồi, lên luôn phải lên luôn. Không chơi nó thiếu kia, nó thiếu kia to quá. Bây giờ chỉ cầu hai cầu xin.
Bộ nhà ai thế? Sáu mươi phần trăm. Thôi xong. Cứ dắp nhà cái này to ăn rồi. Căng đét cái này anh em ơi. Tưởng dễ không? Dễ không tưởng mà tưởng không dễ là dễ không tưởng đấy. Ui bà ai thật. Kiểu này cơ mà. Bộ tỷ lệ còn không? Còn mình mua được trong kia mà. Mình đấy còn cái set cấp cấp 5 của mình lên 11 nó cũng chát mà. Chắc cấp 5. Cấp 4 này đã có lên 11, đã có lên 10 thì mình thấy nó dễ. Nhưng mà riêng lên 11 là rất khác. 11 rất dễ tạch. Cho nên là có vấn đề úp một lần đó, thì rất rất khoai. Cho nên anh em úp một chút á thì mình thấy nó dễ lên hơn đấy. Còn mà nó chơi cấp tốc thì chịu luôn rồi. Rồi. Bốn món nha. Bây giờ đến cái chân này. Thốn cái chân này quá. Chân này xịt mấy phát rồi. Ôi à, cũng lên. Cái chân này xịt khá nhiều rồi, hết 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 đây. Mua thêm rồi. Tám. Cái chân sao mà đánh cái khiên nữa. Lên dùng nào. Lên đi cho các bạn đồng hành kề vai sát cánh. Rồi mười. Ok. Sắp xong rồi anh em ơi, sắp xong rồi. Sắp xong rồi. Mình mấy hôm trước mình đập là mình đập mỗi ngày mình đập một cấp, mình đập cấp 10 sang làm sao mình đập cấp 11. Hôm nay đập 10 lên 11 luôn là căng đét. Đây. Đó, bịt ngay à. Bịt ngay là căng đét rồi. Bay rồi, bay rồi, bay mới rồi. Thôi lại bị cái lúc này nó bị xịt, nó vô nó bị xịt, nó xịt hoài luôn đấy, cho nên là phải thoát ra ngoài luôn đấy, thoát ra ngoài luôn, vào lại luôn chứ bê bao nhiêu bê cho nổi. Vô nốt quá đấy, thoát ra ngoài này vào luôn, thoát ra ngoài là bị cái cập nhật này, lâu lâu nó lại bị như này, không biết từ đâu cái ra nó bị như sao. Hai máy, một máy Việt, một máy hai hai bị, một máy kia là không không bị. Đấy, máy này nó bắt cập nhật hơi hơi tào lao. Rồi được rồi. Nó bị máy pha giống như kiểu là nó đi cho thành vắng đập, nên là hai món lên chín sẵn rồi đó. Nhiều khi nóng vội quá là không ổn. Ồ vãi. Bịp thế.
Búa tay à? Tạch 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 tạch. Cái gì ta? Kìa nó xịt kìa. Vô tài. Có vẻ hơi ẩu, hơi nóng vội đấy. Hơi nóng vội rồi. Còn một còn hai món mà căng quá, hai món mà căng quá anh em ơi, cho nó xong đi một món này, xong đi lên món trên lên cho nó kết thúc tuyên kinh dị đi. Rồi sao nha, cho đến cái khin này nó là ok này. Khin này hai nhái nữa thì đẹp rồi. Một phát thì xin pin này hay nhé là đẹp đi ba mà hai nạp không hai nạp về, tại vì nó vẫn còn thêm lên nha, khổ quá rồi. Lên nào, lên nào, lên nào. Ok, cuối cùng cũng đã full. Ồ thật, mình có xét ra mình có cái trận 11 thì mình không đặt cái trận, nó cái trận của ông đây thì mình chỉ đặt năm món kia nữa là sao, mình để cái trận đổi lại coi như là mình đấy co cấn co. Đây là full full két 11 cho ông rồi nha. Đây mai ngày mai có một DL nữa xuống núi. Thôi video này mình xin kết thúc tại đây nha anh em ơi, hẹn gặp lại anh em video tiếp theo nha. Bye.